Em trồng chơi chơi nhưng mà khi cần là có ăn ha mọi người. Đây là cái ớt này đó, ớt bay chim ỉa nha. Ớt này nó bền lắm, mình trồng là cứ nó có ăn quanh năm luôn vậy đó. Đây là cây chanh, làm thịt dè là có lá chanh ha. Còn đây là bụi tiêu nè đó, kho cá là chạy ra rất phát là có liền luôn, tiêu xanh luôn đó. Cái gì cũng trồng nhỏ nhỏ nha, tại vì không có đất mà trồng trong chậu thôi. Đấy, bụi tiêu nè, chanh nè. Ở đây là hoài thơm cảnh này, thơm rừng á. Có cả ngò tàu nữa. Đó, cần làm nước thì ra hái trái Tây Quốc nè, cái còn gọi là trái tắc đó. Đây là tắc cẩm thạch. Đó, mình trồng chơi chơi nhưng mà có ăn thật nha. Ngoài ra có ngò tàu nữa, nấu canh hay là gì chạy ra hái nè. Cái này nó bông nó chuẩn bị khô là mình hái mình gieo ra nó rất là nhiều. Nó dễ sống. Trồng trong mấy chậu cảnh vậy thôi nhưng mà có ăn ha. Ở đây có cọng rêu lan nữa nè, rêu lan luộc nha. Đó, có mấy cọng rêu lan ở dưới vườn sen đá nữa. Cái này là thơm cảnh ha mọi người, đẹp quá ha. Cái chanh là nấu thịt gà. Cái này cây dâu tầm này, có trái rồi, trái sắp chín đây nè. Cái này làm cây bonsai nha, trồng nhỏ nhỏ để vào chậu bonsai.